Xin chào các bạn, ngày hôm nay có thể là nhiều bạn cũng đã nghe nói tới cái thông tin là có một ai đó đã di chuyển số lượng lớn Bitcoin, tổng cộng tính theo đô la là 1,1 tỷ đô la Bitcoin. Thì đây là cái số lượng Bitcoin tính theo đô la di chuyển một lần lớn nhất trong lịch sử của btc cho tới bây giờ trước đây chúng ta có một số đợt thì di chuyển số lượng bitcoin nhiều hơn nhưng mà tính theo giá trị của bitcoin thời điểm đó thì không có bằng cái đợt này đây là cái đợt di chuyển tính theo đô la lớn nhất từ trước tới bây giờ thì thường cũng dùng cái tài liệu này để mà chia sẻ với các bạn một số những cái điều mà thường nghĩ các bạn cần nên biết nhất là khi mà các bạn tự lưu trữ bitcoin và di chuyển số lượng lớn bitcoin tại vì khi mà các bạn di chuyển số lượng lớn bitcoin thì sẽ có một số rủi ro các bạn cần phải hiểu đến và chúng ta cũng sẽ nói tới một những câu hỏi mà thường nhận được rất là nhiều liên quan đến Bitcoin là khi mà chúng ta di chuyển thì các bạn cần phải sử dụng cái ví nào Có phải chúng ta sẽ sử dụng cái ví Segwit hay là Native Segwit hay là không chúng ta sẽ nói tới cái đề tài này Và trước hết chúng ta hãy nói tới cái thông tin đầu tiên Các bạn cũng đã biết là có một người nào đó đã di chuyển sân lớn Bitcoin à, Đương nhiên bây giờ chúng ta vẫn chưa biết được là nguồn gốc của cái người mà di chuyển 1,1 tỷ đô la Bitcoin này là ai Nhưng mà đây là cái sự di chuyển tính đô la lớn nhất từ trước cho tới bây giờ Và điều đặc biệt hơn thì các bạn thấy được là chúng ta nhìn vào trên blockchain Thì giao dịch này đã xảy ra vài tiếng trước đây và đã có rất là nhiều những cái confirmation các bạn thấy được là cái số lượng xác nhận đã lên rất là cao nhưng mà một điều đặc biệt hơn hết các bạn thấy được là cái số lượng phí thì cực kỳ thấp ở cái lúc mà di chuyển các bạn sẽ thấy được là cái phí tính theo đô la mà họ trả để mà di chuyển 1,1 tỷ đô la Bitcoin chỉ trả cái phí có 3 đồng 58 cent mà thôi cho các bạn thấy được là di chuyển Bitcoin số lượng lớn thì rất là có lợi có thể nói là rẻ hơn bất cứ một cái dịch vụ nào mà các bạn có thể kiếm được trên thị trường hiện bây giờ di chuyển cái số lượng Bitcoin thì tổng cộng số Bitcoin này di chuyển các bạn thấy được là 88 hai đồng Bitcoin và cái số lượng phí các bạn thấy được chỉ có là 0. 00027 Bitcoin mà thôi. Tính theo giá trị bây giờ thì chỉ có là 3 đồng 50 cent mà thôi. Và đương nhiên chúng ta nói là giao dịch này là giao dịch lớn nhất trong lịch sử của Bitcoin tính theo đô la Tại vì thời điểm bây giờ các bạn thấy được là lấy con số 88.000 Bitcoin đó nhưng cho giá trị Bitcoin hiện bây giờ là hơn 13.000 đô Thì đương nhiên là cái giá trị di chuyển này lên tới 1,15 tỷ đô la Bitcoin Nhưng mà trước đây các bạn thấy được là chúng ta cũng có nhiều cái sự di chuyển cũng rất là lớn Trước đó nữa, cái sự di chuyển nhiều nhất đó chính là 161.000 đồng Bitcoin là đáng giá khoảng chừng là 1,1 tỷ đô la ở thời điểm đó. Nhưng mà tính theo đô la thì vẫn thua cái đợt này. Nhưng mà cái đợt đó các bạn thấy được là tổng số Bitcoin di chuyển là tới 161.500 đồng Bitcoin. Và lần đó đó chính là cái sự di chuyển của Bitfinex vào tháng 4 mới đây. Và trước đó nữa, cái sự di chuyển Bitcoin nhiều nhất trong lịch sử của BTC không tính theo đô la. Và các bạn thấy được là chỉ tính theo là số lượng Bitcoin nhiều nhất là 500 50.000 đồng Bitcoin tổng cộng Và lúc đó chính là ngày 16 Tây tháng 11 năm 2021 bởi sàn Malgox Và lúc đó tổng số giá trị của 550.000 Bitcoin chỉ có là 1 32 triệu mà thôi trong khi bây giờ các bạn thấy được là di chuyển chỉ có 88.000 bitcoin mà thôi mà giá trị lên tới 1.15 tỷ đô la cái con số mà 550.000 bitcoin mà năm 2011 mà Malgox di chuyển tính theo đô la bây giờ đó thì có thể lên hơn là 7 tỷ đô la, các bạn thấy được là cái con số rất là cao. Thì cái thông tin này các bạn thấy được là một cái thông tin rất là thú vị, các bạn lên những trang web lớn bây giờ như là Contagraph thì là cái thông tin đứng hàng đầu nhưng mà một trong những điều mà Thu muốn chia sẻ với các bạn là khi mà các bạn nhìn vào một người nào đó di chuyển số lượng lớn bitcoin thì cái nguy hiểm rất là cao các bạn thấy được là mạng lưới bitcoin cũng như là những cái mạng lưới khác thì cũng vậy thôi các bạn thấy là khi mà các bạn di chuyển một cái đồng phi tập trung lỡ như mà có vấn đề gì đó lỡ như mà các bạn bấm sai một con số nào đó hay là các bạn có bất cứ một lỗi lầm nào thì sẽ không thể nào lấy lại tiền được các bạn cũng sẽ không có ai có thể hỗ trợ được các bạn thấy là di chuyển số lượng lớn có cái sự nguy hiểm rất là nhiều cho nên tuy là chúng ta nhận được những cái thông tin như là quà người này di chuyển 1,1 tỷ đô la Bitcoin mà trả cái phí chỉ có 3 đồng 58 cent thì quá ít làm cho mọi người rất là hào hứng lên nhưng mà thật ra cái nguy hiểm mà người này chấp nhận rất là cao cũng có thể được là phải chờ bao nhiêu phút mới có thể có được một cái xác nhận trong thời gian đó thường nghĩ là thường sẽ nín thở thay vì con số này quá lớn cho nên cái điều đầu tiên mà thường muốn chia sẻ với các bạn là Thường thì không có thích di chuyển số lớn lớn Bitcoin, lúc nào cũng muốn chia ra làm nhiều phần nhỏ, thường tha là trả thêm một số phí còn hơn là lỡ như mà có một lỗi lầm nào đó mà mình hối hận cả đời đây là một điều đầu tiên điều thứ nhì là khi mà chúng ta nhìn vào mạng lưới của bitcoin bây giờ thì có rất là nhiều những cái loại địa chỉ khác nhau nếu các bạn sử dụng trên sàn thì đơn giản nhiều bạn chỉ thích sử dụng một sàn mà thôi như là sàn coinbase sàn là binance các bạn mua xong rồi bán trực tiếp trên sàn cho nên các bạn cảm thấy là không có gì phức tạp nhưng mà những bạn nào mà đi theo con đường là tự lưu trữ cái đồng của mình trong ví cá nhân trong ví chữ lạnh như là thuận thì có một số những phức tạp như là nhiều bạn hay hỏi thuận là khi mà sử dụng uh, Bitcoin trên cái ví chưa lạnh la chơi đi thì có rất nhiều chọn lựa chúng ta có cái địa chỉ ví Segwit chúng ta có địa chỉ ví Native Segwit thì chọn lựa cái nào mới là đúng thì cũng là một trong những cái vấn đề mà tôi muốn chia sẻ trong cái video này thì để trả lời câu hỏi của bạn là tại sao chúng ta lại có nhiều cái loại địa chỉ ví Bitcoin khác nhau như là Legacy Segwit, Native Segwit thì chúng ta phải trở lại trở về dòng thời gian của năm 2017 Thì khi chúng ta trở lại năm 2017 thì lúc đó Bitcoin chỉ có một loại địa chỉ ví mà thôi Hay nhiều người gọi đó là Legacy bây giờ Nhưng mà lúc đó chúng ta chỉ biết một loại duy nhất là Legacy mà thôi Thì các bạn thấy được là lúc đó xảy ra một cái cuộc tranh cãi rất là kịch liệt Đã dẫn đến một sự kiện rất lớn trong lịch sử của Bitcoin Lúc đó chính là cái lúc mà chúng ta nghe nói tới những cái sự tranh cãi thì cái sự tranh cãi là cái dung lượng lóc chỉ có một megabyte thì có đủ để cho bitcoin phát triển sau này hay là không tại vì một megabyte thì quá hạn chế cho nên các bạn thấy được là có rất nhiều người đã nghĩ ra nhiều cách để mà giải quyết cái vấn đề này để mà mở rộng mạng lưới của bitcoin bắt đầu cái sự tranh cãi là bắt đầu từ hè của năm 2017 dài cho đến gần như là cuối năm thì các bạn thấy được là lúc đó chúng ta có nhiều những cái đề xuất khác nhau như là Bitcoin Improvement Protocol hay là BIP 100 hay là Bitcoin XT, BIP 102, 103, Bitcoin Classic và Segwit thì cuối cùng các bạn thấy được là mạng lưới của Bitcoin đã bị chia ra làm đôi đó chính là các bạn thấy được là một bên là phát triển Bitcoin bây giờ là BTC đó thì sử dụng SegWit thì phát triển SegWit Còn bên còn lại là tăng dung lượng của một lóc Bitcoin lên làm nhiều mây Đó chính là Bitcoin Cash Đó chính là cái lúc mà tách rời ra Và có nhiều người lo lắng là khi mà tách rời Bitcoin và Bitcoin Cash ra thì đồng nào mới thực sự là Bitcoin Bây giờ chúng ta cũng đã biết là Bitcoin là BTC vẫn là Bitcoin Từ trước cho tới bây giờ Bitcoin Cash đã phát triển theo một cách khác và Segwit đã trở thành người chiến thắng trong cái đợt tranh cãi này Và Segwit các bạn thấy được là viết tắt cho Segregated Witness có nghĩa là lấy một phần tài liệu của Bitcoin để riêng ra một bên để có thể làm chống bớt đi cái dung lượng của Bitcoin để có thể là chứa nhiều giao dịch hơn và cái phí có thể là rẻ hơn. Nhưng mà Bitcoin ngoại trừ là chia ra Legacy và Segwit thì Segwit lại chia ra làm hai loại, một loại gọi là Nested Segwit hay là nhiều người gọi là Segwit bình thường và một loại gọi, gọi là Native Segwit. Thì các bạn thấy được là làm sao chúng ta phân biệt được là ví nào là ví nào Thì rất là đơn giản Cái ví legacy, cái ví đầu tiên của Bitcoin đó là sẽ bắt đầu từ số 1 Có nghĩa là địa chỉ ví các bạn sẽ bắt đầu từ số 1 Nếu các bạn thấy một địa chỉ ví Bitcoin nào mà bắt đầu từ số 1 Thì chắc chắn địa chỉ ví đó là legacy Có nghĩa là cái loại cũ hồi xưa Còn nếu các bạn thấy được là địa chỉ ví nào mà bắt đầu từ số 3 Thì đây gọi là địa chỉ ví Segwit hay là nested segwit như gọi là segwit bình thường Nếu như mà các bạn thấy một cái địa chỉ ví mà bắt đầu từ BC1 thì đây gọi là native segwit Đây là cách mà các bạn phân biệt giữa ba loại ví khác nhau 1, 3 và BC1 cho legacy, nested segwit và native segwit Thì những điều này rất là quan trọng khi mà các bạn gửi Bitcoin Tại vì các bạn thấy được là một nơi nào Giả sử như các bạn sử dụng những cái ví như là Exodus Hay là các bạn sử dụng cái ví như là Ledger đi Thì những cái loại ví này là hỗ trợ cả ba loại địa chỉ ví cho nên bất cứ mà các bạn thấy được là nơi nào gửi tới thì cũng có thể nhận được giống như là các bạn thấy là các bạn sử dụng một cái sàn giao dịch đi mà không có hỗ trợ native segwit chỉ hỗ trợ native segwit hay là legacy có nghĩa là địa chỉ ví số 1 hay là số 3 thì các bạn có thể là sử dụng ledger của mình và lấy cái địa chỉ ví bắt đầu từ số 1 hay là số 3 để mà đưa cho sàn giao dịch để mà gửi tới thì lý do tại sao một người lại muốn sử dụng những địa chỉ ví khác nhau thì khi mà các bạn thấy là địa chỉ ví SegWit thì cái phí sẽ rẻ hơn là Legacy khi mà các bạn thấy địa chỉ ví Native SegWit thì cái phí sẽ rẻ hơn là SegWit cho nên nhiều người nếu như có thể họ muốn sử dụng cái địa chỉ ví bắt đầu từ BC1 để có thể có được uh, cái phí rẻ hơn khi mà họ di chuyển tiền nhưng mà cái vấn đề đây là không phải ví nào cũng hỗ trợ cả ba thì nếu như mà cái sàn của bạn cho các bạn có sự lựa chọn là Legacy, Sackwit hay là Native Sackwit Thì nó rất là đơn giản, các bạn chỉ cần là lựa chọn địa chỉ ví mà mình muốn Sau đó các bạn lấy cái địa chỉ ví đó để lên trên sàn để mà các bạn gửi tới mà thôi Thì đơn giản hơn, nếu như mà các bạn ở trên một sàn nào đó mà khi các bạn muốn gửi đi Hay là các bạn cho một ví nào đó các bạn muốn gửi đi Nhưng mà cái ví đó hay là cái sàn đó lại không có cho các bạn biết là họ sẽ gửi bằng cách nào thì đây là một cái điều mà khó khăn hơn Các bạn cần phải gửi thử một cái phần nhỏ Để các bạn thử coi coi là gửi có tới hay là không Như là thường nói là phần lớn ví nào cũng sẽ hỗ trợ Legacy tại vì đây là cái địa chỉ đầu tiên Nhưng mà các bạn thấy được là gửi bằng Legacy thì sẽ có cái phí cao hơn Gửi bằng Segwit hay là Native Segwit cái phí nó sẽ rẻ hơn Và một số những cái ví hay là những cái sàn nếu như mà các bạn để cái địa chỉ ví bắt đầu từ BC1 đi của Native Segwit Thì nhiều địa chỉ ví sẽ cho các bạn một cái lỗi nếu như mà họ không có biết được đây là địa chỉ ví gì Có thể là họ chưa có hỗ trợ cái loại ví này cho nên họ sẽ không cho các bạn gửi đây cũng là một điều rất là bình thường và điều mình thường muốn chia sẻ với các bạn ở đây là khi mà các bạn gửi tiền nếu như các bạn có thể có cái sự lựa chọn thì các bạn có thể lựa chọn cái loại địa chỉ ví mà các bạn thích sau đó các bạn chỉ cần để địa chỉ ví đó lên mà thôi bắt đầu từ số 1 số 3 hay là BC1 nếu như mà các bạn không biết là các bạn gửi bằng cách nào tại vì các bạn không thấy cái sự lựa chọn thì các bạn nên gửi một phần nhỏ mà thôi để thử coi coi là gửi có tới được cái ví các bạn hay là không Chứ các bạn không nên gửi một cái số lượng lớn Nếu như mà có vấn đề gì Thì các bạn sẽ không thể nào lấy lại được tiền của mình Đây là cái điều mà tôi muốn chia sẻ với các bạn Như là các bạn thấy được là cái người mà gửi 1,1 tỷ đô la Bitcoin Thì lại như có chuyện gì Thì sẽ không ai giúp được cái người này và đây là những thông tin mà thường muốn chia sẻ với các bạn trong cái video ngày hôm nay. Thường hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này và cũng như là thường lợi tất cả chỉ vì một cái thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư. Và nếu như mà các bạn chưa theo dõi thuần capital trên những cái mạng xã hội thì các bạn có thể theo dõi bằng cách là bấm vào cái link ở phía dưới video này để tìm thấy những cái link chính thức như là Facebook, Twitter và Telegram. Hay là bản đồ là Trader thì trước khi mà các bạn tham gia vào một sàn giao nào thì hãy bấm vào cái link ở phía dưới để tìm thấy những cái ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital như là các bạn có tham gia vào những cái sàn như là StepX để được nhận những cái tín hiệu trade miễn phí hay là tham gia vào sàn Binance giảm 20% phí giao dịch và những sàn khác như là Bybit, Coinbase, Bitano và BlockFi. Đương nhiên giao dịch crypto thì có nhiều nguy hiểm và rủi ro cao cho nên không phù hợp với những người nào mà không chấp nhận nguy hiểm hay được rủi ro cao. Và bản thân Thuận các bạn cũng đã biết là chỉ thích trung bình giá lâu dài mà thôi. Và thôi, xin gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn.